chúng ta đã bước sang một cái mùa giải mới là đấu trường chân lý mùa năm rồi. Và đây rồi anh em ơi, mình đã có màn hình máy, của các bạn ở trong game đấu thứ hai. Nghĩa đen đi, một con Garen cầm gậy quá khổ, Royal lấy cho mình một con Tam Ke cầm găng. Đây rồi, Green lấy cho mình cái cung. Cái cung có vẻ là đang là một cái đồ khá yêu thích cho Green, khi mà thằng trai ta thường sẽ ưu tiên nhặt cung. Green, một con Fuwa màu xanh, lấy cho mình một con Wukong cầm cung rồi. Đậu đậu Melisma, G-U-G thay vào vị trí của Maris. Một sự thay đổi chiến thuật, một cái đai lưng dành cho vị trí của Green. Hấp huyết, một con Nasus tinh anh hấp huyết. Và Green quyết định là bắt luôn. Không ngần ngại khi mà chàng trai chúng ta quyết định là bắt luôn con Nasus này. Ở trong trận đấu đầu tiên, một con kêu ba. Một con kêu ba của Green, nhưng mà Green vẫn phải gục ngã trước người chị của mình. Với bài đấu là tiêm phong bia, 8 tiêm phong, Neko 3 biến tiêm phong và một con Nautilus 3 sao. Đã đánh bại được đội hình đao phủ kêu ba của Green. Kít kít, hai mảnh kháng phép và một BF đồ không đẹp lắm. Nhưng mà anh em có thể thấy ở trận đấu đầu tiên thì Kít Kít cũng có cho mình một tinh anh long tộc Chitana, và trận này cũng là như vậy. Chỉ một điều khác dành cho bài của Kít Kít là đồ đạc của Kít Kít trận này có vẻ early game là hơi xấu thôi. Nhưng mà vẫn như là trận đấu đầu tiên khi mà Kít Kít khởi động cho mình một con Chitana tinh anh long tộc. Một con Chitana tinh anh long tộc, nếu mà ra được Saivana, liệu rằng Kít Kít có thể ra Saivana ở level 4 hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Bán đi và up cấp cho mình để cho mình vào là hai đấu sĩ không, hay là đang muốn đép bằng tiên phong, quyết định là bỏ đấu sĩ chăng, hay là cái quyết định là không up cấp? Chúng ta cùng chờ đợi. Ba thần tài, mình vừa nhìn qua máy hình như có một bạn đã có đủ là ba thần tài, Darius, Tam Ken và Kata thì phải. Đã có một nhà đã có đủ cho mình là ba thần tài rồi. Up bán đi cho mình con Nunu 3 tiền và up cấp. Đép cho mình là hai tiêm phong, Wukong và Braum để kích hoạt cho mình là long tộc và vuốt rồng được ghép luôn cho con Chitana rồi. Không đợi đồ, cung xanh đã được ghép trên người con Sivir dành cho bài Green. Green cũng đang đép cho mình là dàn tanh bằng thánh thần hấp huyết, Nasus tinh anh, đấm bài kít quá đau, 4 con chỉ còn lại cho mình 92 máu. Thầy giáo Phước cũng là như vậy. Royal và TG Snatch đồng cho mình là 96 máu. Một con Nautilus sẽ được cho vào. Chưa có thiện xạ dành cho bài của kít. Đấu sĩ được thay vào thay vì là kít đem bằng tiên phong. Và đây rồi anh em ơi, thầy giáo Phước đã có cho mình là ba thần tài rất sớm. 2.1 đã có đủ cho mình ba thần tài rồi. Có lẽ là một pha một tương đồ của thầy giáo Phước đã nảy ra những con tướng thần tài khi mà thầy giáo Phước đã có cho mình thần tài đủ ở 2.1. và anh cũng thấy Garen tinh anh đang vứt ở ngoài, chưa cho vào một game đấu mà đang có hai đồ ở early game dành cho bài thầy giáo Phước, ra khá nhiều tiền. Kata xoay nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề gì cả khi mà người con Chitana đang cầm cho mình cái vuốt rồng rồi. Nasus tinh anh của Green vẫn đang là giữ được máu khá tốt, GUG 100 máu. Kít kít vẫn đang giữ được máu. Thầy giáo Phước quyết định là level 4 cho con Garen tinh anh này vào để có thể giữ được máu. Tiên phong và thần tài. Chiến tướng. Ba chiến tướng và ba thần tài thì đúng hơn. Royal thì đang đếp khá giống với bài của Kít Kít, nhưng mà chỉ khác là con Chitala tinh anh long tộc thay bằng Braum
thay bằng con Brand tinh anh long tộc thôi. Gaug, một cái cốc trên ngửa con Vladimir đang đép tạm bằng ba cuồng giáo tinh anh Elis cuồng giáo, hai hộ pháp. Còn Brand có lẽ sẽ bị hạ gục, có lẽ sẽ bị hạ gục vào một trận đấu thua tiếp theo dành cho Royal. TG Smith, thầy giáo phụ có xẻng trong tuần này anh em ơi, ba xẻng trong cái đó có một xẻng ba tiền. TG Smith lấy Lulu và thầy giáo Phước lấy cho mình Vega, chỉ còn lại một cái xẻng một tiền thôi. Green đang muốn lấy gì? Green nhường cho người em là Royal lấy cho mình cái xẻng. Green lấy cho mình con Eco cầm BF. Đậu đậu lấy gì đây? Kiki lấy cho mình con Darius cầm giáp. Đậu đậu lấy giáp. GUG lấy cung. GUG lấy cho mình một cái cung. Vẫn đang là 100 máu. Green đã phải mất đi cho mình cái chuỗi rồi. Một con Nasus tinh anh hấp huyết. Và lại có lồng đèn anh em ạ. Lại có lồng đèn. Và giáp thiên nhiên anh em ơi. Đây là cái điều, đây là một cái điều mà khiến cho cái trận đấu của chúng ta sẽ đẩy lên rất cao ở mid game. Khi mà anh em ạ, thậm chí mid game những tôi 4 chấm hoàn toàn có thể đấm nhau lọt 8 con là chuyện bình thường. Liệu rằng các bạn game thủ chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu hay không, khi mà tôi lồng đèn này đã ra cho mỗi người một cái giáp thiên nhiên rồi. Rất căng thẳng anh em ơi. Bây giờ rất khổ cho những ai đánh chuỗi thua thần tài, đặc biệt là thầy giáo Phước. Khi mà những bạn đánh giữ máu có cho mình cái giáp thiên nhiên để có thể kích hoạt thêm hệ tộc, đấm cực kỳ đau. Đấm cực kỳ đau. Thầy giáo Phước liệu rằng có quay trở lại cái lối đánh giữ máu không, hay vẫn đang muốn thêm những cái trận thua với cái thần tài của mình. Đây là Snet chỉ còn lại cho mình 84-88, đó là Green. Và GUG vẫn đang giữ cho mình là 100 máu. Vẫn đang giữ cho mình là 100 máu. Một tôi nổ hũ nhỏ của thầy giáo Phước. Nhưng mà liệu rằng chàng trai chúng ta có bỏ thần tài không, hay vẫn đang giữ thần tài để nhằm mục đích hack tiền? Hoàn toàn là có thể khi mà đã có một thêm slot, thêm một slot dành cho các bạn. Khi mà vòng đi chợ, sau tuần đi chợ, lồng đèn của chúng ta ra cho mỗi người một giáp thiên nhiên. Royal thì đang có cho mình cái sẻng Chitara 2 sao, 3 long tộc, 3 thiện xạ, up cấp level 6 hoàn toàn có thể là 4 thiện xạ dành cho bài của TG Royal. Đồ đang khá đẹp dành cho Royal rồi. Green đã đạt mốc 20 tiền. Lasus tình anh hấp huyết đang cầm cho mình một cái quỷ thư. Nhưng mà anh có thấy sức mạnh của Chitara. Ui, nhưng mà Royal vẫn phải nhận cho mình một trận thua trước bài đấu của Green. Một cái cung xanh của Green clear là quá nhanh. Đậu đậu 84 máu. TG Snet chỉ còn lại cho mình là 80. Thầy giáo Phước còn cho mình là 69. Khi trong cái đó người đang cháy với cái win streak 5, đó chính là GUG 100 máu. Đây rồi, cuồng giáo máy GUG hơi lag một chút. Những pha lag hơi lag đến từ vị trí của GUG. Mặc dù chàng trai chúng ta đang rất cháy nhưng mà màn hình hơi lag. Màn hình tín hiệu đường truyền của bạn hơi lag. Green thì vẫn đang cho mình đép cho mình là con sinh viên. Và đây là nhà của cô gái chúng ta, đậu đậu. Anh em có thể thấy đậu đậu rất ít khi, rất ít khi cô gái chúng ta ghép đồ. Thực sự là như vậy. Và ôi rồi, đậu đậu đang muốn đi theo cái vết xe đổ chăng? Đậu ơi, đậu đang muốn đi vết xe đổ chăng? Cờ rít phép kiếm súng đã có rồi đậu ơi. Đậu bây giờ chỉ cần đơn giản là đậu vẽ ra được một cái gì, một cái xẻng thôi là bài đậu lại giống như trận trước. Liệu rằng đậu có đánh không? Nhưng mà TG Smet đã đánh biến tiên phong. TG Smet đã có biến tiên phong và cờ rít phép có lẽ đang có một sự trao đổi, đang có một sự trao đổi giữa đậu đậu và TG Smet. Khi mà bài đậu hình như cô gái của chúng ta cũng đang là muốn đánh cho mình đội hình tiên phong bí ẩn. Nhưng mà TG Smet, có lẽ chàng trai chúng ta đã dành cho con Eco cái biến tiên phong của mình rồi. Đúng là như vậy, anh em có thể thấy đậu đậu quyết định là ghép cho mình cái giáp thiên thần luôn. Có lẽ là một pha nhường bài dành cho TG Snet rồi. Hai Neko đã có, nhưng mà có lẽ là đậu sẽ xoay bài. Mình nghĩ là như vậy. Garen tinh anh bị hạ gục bởi những mũi giáo của Kalista.
GUG vẫn đang giữ cho mình win streak, và trong khi đó Dendy cũng đang cho mình cháy rừng rực win streak rồi. Up cấp và roll thu đậu ơi, ra gì đây? Ui rồi, được, con này thực ra bắt để ghép là được, khá là hợp lý. Đúng là như vậy rồi, hoàn toàn đậu có thể là ghép cho con Kalista cầm cái mũ về cung lẻ được. Xong đấu, ba long tộc, ba cuồng giáo, hộ pháp được cho vào không. Chúng ta cùng chờ xem. Hoàn toàn có thể bỏ con Teemo ra khi mà Teemo thiện xạ kích cho con Chitana 1 không giải quyết vấn đề gì cả. Đây rồi. Đã là biến tiên phong, đúng như mình dự đoán, đã là biến tiên phong dành cho bài của TGCS. Bài của TGCS đã có tinh anh Nautilus. Khi mà TGCS vòng đi chợ, nếu mà ra được một cái giáp và TGCS có một kiếm súng nữa thì hoàn toàn có thể là một bài đấu 8 tiên phong cực sớm. Anh em nên nhớ là tất cả các bạn của chúng ta có giáp thiên nhiên nên làm việc 8 tiên phong ở level 7 là cái câu chuyện quá bình thường. Một cái câu chuyện quá bình thường. Khi mà bài của TG Smith hoàn toàn bởi hai cái sẻng kia có thể đánh cho mình một bài đấu hai biến tiên phong. Đây rồi đậu ơi, đậu chưa ghép đồ. Đậu đang muốn đậu một chút, vẫn đang là chưa ghép. Đang chỉ là đép bằng con Kalista, và đây là thầy giáo Phước, anh em có thể thấy. Mặc dù là lobby của chúng ta đang là lobby đẩy máu, nhưng mà thầy giáo Phước vẫn đang giữ cho mình bộ thần tài để có thể hack được lượng tiền. Và đồ thầy giáo Phước anh em thấy chưa ghép. Có biếm pháp sư, có biếm pháp sư dành cho thầy giáo Phước, nhưng mà chàng trai chúng ta chưa ghép đồ. Green thì vẫn đang giữ cho mình con Nasus tinh anh hấp huyết. Có lẽ là một bài đấu roll 7 của Green thôi. Một bài đấu roll 7 của Green. Anh em có thể thấy bài của TGCS rất khỏe ở mid game. Đơn giản thôi, dàn tanh 8 tiên phong ở mid game quá khó để có thể bị hạ gục. Dàn tanh tiên phong ở mid game quá khó để có thể bị hạ gục. 6 tiên phong ở 3.1, 3.2, 3.3. Trong khi đó thầy giáo Phước chỉ còn lại cho mình là 38 máu thôi. Vòng đi chợ này có thêm một cái xẻng nữa, nhưng mà thầy giáo Phước liệu rằng có lấy không? Nếu mà đậu lấy được cái xẻng đậu, liệu rằng đậu có lấy gì không? Đậu không lấy được. Và đậu đậu bị cản bởi thầy giáo Phước. Nhưng mà đậu đậu sẽ lấy gì đây? Có lẽ là thầy giáo Phước đang muốn lấy một cái đồ khác, nhưng mà do đậu đậu đang muốn lấy con Vega đó nên là thầy giáo Phước quyết định là hy sinh, lấy luôn cái xẻng trên bài của đậu đậu. Một pha cản lại cái sức mạnh đội hình của đậu đậu thôi. GUG thì vẫn đang là người cháy, đang có cho mình win streak 8 rồi. Một cái win streak rất dài, một cái win streak rất dài của GUG. Và có lồng đen, có xẻng hay không? Không có xẻng, rất may là không có xẻng. Nếu làm một cái xẻng nữa thì thực sự là thảm họa. Bán đi cho mình tinh anh Garen và Ron thôi. Ra gì đây? Thầy giáo Phước 38 máu rồi, mọi thứ phải nhanh lên. Nautilus 2 lên. Tinh anh đồ tẻ không hề ngon. Truyền thuyết bắt vào và thay vào vị trí của con Neko. Thế thì hoàn toàn thầy giáo Phước có thể đánh cho mình là một bài xoay bài cùng trùng bài với cả bài của TG9S rồi. Nhưng mà bài của thầy giáo Phước chưa có biến tiên phong. Đúng như mình dự đoán, khi mà đầu đậu đã ghép cho mình con Kalista cầm cho mình một cái mũ phù thủy, một cái mũ phù thủy, mũ phù thủy Ramadan, và có cho mình là một cái cùng cung Runen rồi. Thầy giáo Phước roll gì đây? Liệu rằng chàng trai chúng ta có khung được cái bài tiên phong này hay không? Có lẽ là quyết định rồi. Mình nghĩ là có lẽ là thầy giáo Phước quyết định luôn rồi. Thần tài được cho vào. Không roll tiếp đến từ thầy giáo Phước. Vẫn đang là không roll. Thầy giáo Phước vẫn đang rất từ từ, anh em thấy đánh rất bình tĩnh. Đánh rất bình tĩnh đến từ thầy giáo Phước chưa roll. Đang dư con Brand hoàn toàn có thể thay vào là 4 tiên phong. Đúng là như vậy rồi. Nghĩa đen đi. Nghĩa đen đi hai cái Iron Solary. Đép máu. Mình nghĩ bản nghĩa đen đi, đây chỉ là một cái ghép đồ tình huống để giữ máu thôi. Nhưng mà ở late game nếu mà không có sự đột biến về đồ thì bài của nghĩa đen đi sẽ bị đẩy máu rất nặng. Khi mà anh em có thể thấy các bạn trong lobby, đồ của các bạn đang rất đẹp rồi.
đang là rất đẹp. Những nhà đánh xác định đánh tinh phong, đồ đang cực kỳ đẹp. Nghĩa Đen Đi thì đang đép cho mình là hai cái Iron Solari. Và Nghĩa Đen Đi đã cho thầy giáo Phước, người đồng đội của mình, nổ rồi. Ra gì đây? Deco có ra giáp không? Và không ra giáp, chỉ ra một kháng phép và những cái mảnh găng thôi. Một cái cốc hoàn toàn có thể được ghép. Liệu dòng thầy giáo Phước Tôn này có ra được một cái giáp không? Nếu một cái giáp thì hoàn toàn là sẽ là một con Neko 3 rất sớm, khi mà cái Neko đã có dành cho thầy giáo Phước rồi. Xúc sắc đổi đồ. Trong khi đó TG Smith đã có cho mình con Neko 2. Đang quá nhiều đồ, phải ghép đồ thôi. Một cái cốc, phải ghép đồ. Ui, anh em có thể thấy ba xẻng có lẽ là một màn đấu rất nhiều xẻng cho thầy giáo Phước. Và không, đó là Neko. Đó là Neko, thầy giáo Phước quyết định là như nào đây? Phải quyết định nhanh lên. Một cái cốc dành cho Zumi. Quỷ thư dành cho vị trí của con Sejuani. Bốc đồ dành cho Nautilus. Nhưng mà thầy giáo Phước rất từ từ, vẫn đang để thần tài và đánh rất chậm rãi. Đánh rất chậm rãi, anh có thể thấy không hề vội vàng. Và Green, Green của chúng ta rất lì anh em ơi. Có lẽ là một pha muốn lên 8 của Green rồi. Khi mà bài đấu của Green 4.1, Green vẫn đang giữ cho mình một con Nasus hấp huyết từ tôn 2.1. Và bây giờ đã là 4.1 rồi. Green vẫn giữ cho mình con Nasus tinh anh này. Up cấp 8 vào roll, rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền up cấp 8 vào roll. Thầy giáo Phước roll Lee Sin. Zumi 2, Nautilus, Lee Sin. Lee Sin được cho vào. Đang là truyền thuyết Sejuani 2. Đang rất chậm rãi đến từ bài của thầy giáo Phước. Green đang có cho mình là 47 máu. Bỏ đi cho mình thần tài rồi. 4 miệng, 4 tiên phong và 3 truyền thuyết. Tròn bài. Tròn bài rồi. Nhưng mà liệu rằng anh, ui rồi ôi anh em ơi, GUG lên 830 tiền và đã có cho mình là 5 con kêu. Trong đó có một con kêu tinh anh, cầm cho mình cái đại bác và cái cuồng đao rồi. Cầm cho mình một cái đại bác và cuồng đao. Đang quạt khá đau. Đang quạt vẫn là đau. Neko ném kịp không? Ném kịp và GUG phải mất đi cho mình lượng máu. Đậu đậu chỉ còn là cho mình là 42 máu thôi. Thầy giáo Phước, ban tổ chức có thể là cho mình xem bài của đậu đậu được không, khi mà cô gái chúng ta đang chỉ còn cho mình là 42 máu thôi. Trong khi đó người đang cháy là TG Smith. GUG lại vừa update cho mình một con kêu nữa. Anh em ơi, GUG nếu mà không ai đánh chung bài của GUG thì GUG rất dễ lên kêu 3 trận này. Khi mà chàng trai của chúng ta 4.2 đã có cho mình là 6 con kêu rồi. Có cho mình là 6 con kêu và level 8 có cho mình là lượng tiền là 30 tiền ở level 8. 4.2, 6 con kêu. Một bài đấu rất khỏe. Đậu đậu thì vẫn đang đôn. Đậu đậu không bán con Kalista và đậu đậu đang muốn đánh thẳng con Kalista này chăng? Một pha muốn đánh chẳng 6 cuồng giáo và 4 song đấu rồi. Nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không? Khi mà thực ra cái đồ này của đậu đang rất khó đánh. Một cái đồ thực sự là đang rất khó đánh của đậu. Đậu quyết định ăn đép bằng con Kalista tinh anh này. Gặp cho mình là bài đấu của TG Smith. Con Neko quá khỏe với cái biến tiên phong, crit phép và kiếm súng. Kalista bị hạ gục và đậu đậu phải nhận một trận thua thứ tư rồi. Có xẻng anh em ơi, có giáp dành cho thầy giáo Phước. Và thầy giáo Phước quyết định là lấy xẻng chứ không lấy biến tiên phong. Anh em ơi, thầy giáo Phước quyết định là lấy thêm một cái xẻng trên người con On rồi. Hay là thầy giáo Phước đúc ra được một cái giáp nhở? Chúng ta cùng chờ xem. Bảo thầy giáo Phước, Dandy thì vẫn đang đép cho mình là hai cái Iron Solari. Không, thầy giáo Phước chưa có biến tiên phong nha. Thầy giáo Phước chưa có biến tiên phong. Đậu ơi, bài đậu đang là một cái bài đánh giá là yếu nhất trong 8 bạn hiện tại. Khi mà đậu đang phải đép bằng một cái khung không hề khỏe một tí nào. Phải ghép đồ thôi đậu ơi. Đậu chưa bán được. Đậu ghép những cái giáp thiên nhiên hoặc những cái đồ lẻ đi đậu. Đúng rồi. Neko, đậu ơi phải bán đi luôn thôi.
đậu có ghép những cái đồ lẻ không? Đúng rồi, một cái giáp thiên thần nữa. Rất từ từ, phải từ từ. Phải từ từ, Jack 2. Rất khó đánh em ạ. Bài đậu bây giờ, bài đậu kêu 3. Kêu 3 anh em ơi, quá kinh khủng, kêu 3 ở 4.5. Đây là cái sức mạnh của map 3 lồng đèn anh em ơi. Trả Neko và trả giáp thiên nhiên các bạn. Quá nhiều tiền, quá nhiều tiền, thực sự là quá nhiều tiền ở level 8. Đánh chuỗi thua trận này không có quá nhiều ý nghĩa nữa, khi mà một con kêu 3 từ quá sớm của GUG. Bây giờ GUG trong vài máy đẩy, ai gặp GUG sẽ là bị đẩy khi mà bài của GUG quá mạnh rồi. Một con kêu đồ quá đẹp ra, tự ra cho mình thêm một cái kháng hiệu ứng nữa, 4 đao phủ và con kêu 3 cầm đồ này ở 4.5. Chấm dứt anh em ơi, có lẽ là chấm dứt. Một map 3 lồng đèn anh em ạ. Trả những Neko, những cái mảnh đồ khiến cho những cái bạn đánh chuỗi thua trở lên quá khó khăn ở trong trận đấu này đi. GUG có lẽ sẽ giành trận đấu top 1 trong trận này thôi. Quá khó để có thể bị out top 1 trong trận đấu này khi mà có cho mình một con kêu. Anh em mời Royal Talon 3. Anh em có thể thấy một cái sức mạnh kinh dị của lobby này. Anh em có thể thấy Talon 3 4.6 kêu 3 ở những cái tên 4.5. Sức mạnh của lobby, lobby 3 lồng đèn quá kinh dị cho những bạn đánh chuỗi thua. Nhưng mà con Talon 3 này hoàn toàn có thể bị hạ gục bởi con kêu 3. Talon cần có IQ thông minh để có thể hạ gục được vị trí của kêu 3 khi mà kêu của chúng ta không có giáp thiên thần. Hoàn toàn có thể một pha chọc thông minh, Talon 3 có thể hạ gục đi cho mình con kêu 3. Lobby cực kỳ dã man, cực kỳ dã man khi mà hai con tầng 4 tiền xuất hiện quá sớm. Và trước tôn 5.1 đã có hai nhà lên được những con tướng 4 tiền 2, 3 sao rồi. Royal bây giờ chỉ quan trọng là việc update đội hình thôi. Một con Morgana 2, một con Morgana 2 và Swain 2 kẹt thêm John để kích, có thể kích hoạt cho mình là ba đại sư. Anh em có thể thấy đội hình của Royal 2 Irei, 2 Morgana và 2 Swain. Liệu rằng Royal có tính toán đến việc Royal kẹp thêm những con tướng để gia tăng cái lượng sát thương hoặc gia tăng thêm dàn tanh của Royal không? Khi mà Royal đang rất nhiều đôi. Royal đang rất nhiều đôi. Nước mắt. Nước mắt. Có xào đồ dành cho Royal roll thôi em ơi. Ra gì đây Royal ơi, có thể update được 2 sao không? Hấp huyết đang được bắt, và La đang được bắt, Nasus chưa có, và Thánh Thần được cho vào. Đang quá nhiều đôi thông, đôi Vờ La, đôi A Chốc, anh em có thể thấy đôi Vờ La, đôi A Chốc, Vladimir 2, Swain 2, Morgana 2. Ôi, Royal roll ra Talon 3 nhưng mà thực sự là quá nhiều đôi thông. Quá nhiều đôi thông. Quá nhiều đôi thông anh em ạ. Thực sự là như vậy. Và Royal, một con Talon 3 đối đầu với kêu 3. Talon ơi, Talon bị bay vào vị trí con kêu quả và Talon sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Một pha đấm quá đau, Royal chỉ còn lại cho mình là 14 máu thôi. Royal luôn khá đen khi mà có cho mình là 30 tiền nhưng mà không roll ra nổi con Neko. À không ra nổi, roll ra nổi con Morgana 2. Và đậu đậu phải dừng lại ở vị trí top 8. Green chỉ còn lại cho mình là 6 máu thôi. Bài đậu quá yếu so với cái lobby này. Bài đậu quá yếu. Green update cho mình con Olaf 2. 4 hấp huyết, 4 hấp huyết, 4 khai sáng. Con set này nếu mà thay vào vị trí của Ire, anh em có thấy bài Royal quá nhiều đôi, nên là Royal đang phải có tính toán đến cái việc mà Royal pick những con tướng nào. Đang quá nhiều đôi. Bài rất nhiều một sao. Bài thực sự rất nhiều một sao. Bài có quá nhiều một sao. Samira. Và anh em có thể thấy Talon 3. Liệu rằng Talon 3 bị đá không? Không. Talon 3 không bị đá. Talon 3 không bị đá. Nhưng mà bị chém. Talon 3 dừng lại ở vị trí top 7. Quá kinh dị đi. Một ván đấu thực sự là quá đáng tiếc. Dendy đã up 9 rồi nhưng mà chỉ còn lại cho mình 6 máu thôi. Một bài đấu quá khó của Royal khi mà chỉ đánh bằng đúng một con Talon 3 thôi.
bài đấu của Royal quá nhiều màu sao, chỉ có đúng một con Talon 3. Sức mạnh đội hình của Royal là chưa đạt đến được cái ngưỡng sức mạnh mạnh nhất. Royal phải dừng lại ở vị trí top 7 với con Talon 3 của mình, đi theo người chị đầu động Sejuani 3 anh em ơi. Một con Sejuani 3 nữa. Nếu là choáng thì sẽ là 8 giây. Một cái bô la băng sẽ là một cái bô la băng 8 giây. Rất kinh khủng anh em ơi. Sejuani 3. Sejuani 3. Đây là Kikit bị lốc đi cho mình vị trí của Aurenson. Còn kêu bị chém không. Quá đen. Con Azir làm quá tốt nhiệm vụ anh em ạ. Khi mà con Chin có thể chém thêm một phát nữa, hạ gục đi vị trí của kêu 3, thì con Azir đủ mana và đẩy con Chin ra. Và Kikit vẫn đang giữ cho mình cái lượng máu an toàn. Nhưng mà lại rất bất ngờ anh em ơi. Kikit vừa phải nhận một trận thua. À đó là GUG. Và đây là Sejuani 3. Và con Neko biến tiên phong này của TG Snap phải nhận cho mình một trận thua. Thầy giáo Phước có cho mình một trận thắng rồi. Godin phải dừng lại ở vị trí top 6 anh em ơi. Godin phải dừng lại ở vị trí top 6. Ba thành viên của TG 678 và còn đó niềm hy vọng duy nhất của những kẻ hết thời đặt lên vai người anh TG Snet. Khi mà những bạn một sự thay đổi chiến thuật GUG thay vào vị trí của Madrid, GUG đang thể hiện một cái sự thay đổi là rất đúng đắn dành cho các bạn ở bên phía team NS. Khi mà GUG đang là người đang cháy với con kêu 3 của mình, một con kêu từ rất sớm, một con kêu 3 từ rất sớm. Lobby quá kinh khủng khi mà quá nhiều 4 tiền 3 sao. Sejuani 3, Talon 3 dừng lại ở vị trí top 7 và chỉ còn lại là kèo đấu giữa Sejuani 3 và con kêu 3 mà thôi. Đây là bài của TG Snet lên 9 nhưng mà không có quá nhiều đột biến. Neko con on 2 rồi, đang đánh bằng set biến tiên phong. Và TG Snet hình như đang thiếu một chút tiên phong để có thể kích hoạt được cho mình là 8 tiên phong. Một con set biến tiên phong. Con kêu quạt quá rát đi. Con kêu quạt quá rát. Neko bị máy chiếu bây giờ mới ném. Pha hất tung này là tốt. Anh em ơi, Neko ném vẫn là tốt nha. Vẫn là tốt. Con set hoàn toàn có thể dứt điểm được con kêu này. Set ơi, kịp không? Phát bế thứ hai sẽ là dứt điểm được kêu. Và GUG phải chấm dứt đi cho mình cái win streak của mình rồi. Dendy phải dừng lại ở vị trí 5. Kikit chỉ còn lại cho mình là 18 máu. Người đang cháy lại là thầy giáo Phước với một bài tiêm phong bí ẩn. Đây rồi. Azir được thay vào để bò góc. Và đây rồi, chúng ta quyết định là đánh 4 bí ẩn 6 tiêm phong, 3 truyền thuyết. Nó là đủ để TG Snet có thể đánh được với bài kêu 3. Một con set sát thương chuẩn. Đang né máy chiếu bài rồng, còn sắp rồng 3 anh em ơi. Rất nhiều rồng 3. Hoàn toàn Kikit có thể lên được rồng 3 khi thiếu một. Kikit chỉ thiếu đúng một con rồng là lên rồng 3 rồi. Nhưng mà anh em ơi, bên phía những kẻ thờ chỉ còn lại duy nhất mình TG Smet thôi. Niềm hy vọng duy nhất đặt lên đôi vai của TG Smet. Kikit, hai con rồng đang khá tốt. Một con rồng có vuốt rồng và kiếm súng. Con set ra ngoài gầm bụng và có cho mình sát thương chuẩn. Có lẽ là sẽ hạ gục được dòng thôi. Và Kikit vẫn còn hy vọng lên dòng 3 nha. Thầy giáo Phước chỉ còn lại cho mình 12 máu thôi. Một cái cung xanh. Không có quá nhiều ý nghĩa với cung xanh này. Dành cho bài của TG Smet. Do thầy giáo Phước đang có cho mình con Sejuani 3 sao, lên bài của TG Snet không thể có được Sejuani nữa. Đó là điều tất nhiên thôi. Xét bế. Và anh em ơi, Liệu rằng TG Snet có update thêm được một cái gì đó không? Azir 2 chăng? Aatrox 2. Sejuani đã ra một con, không thay vào vị trí của ai được. Ui dồi ôi, đồ khá đẹp. Quyết định là cho ai?
Nautilus chăng? Hay là cho vị trí cho gắt, quyết định là cho gắt. GUG update cho mình con Sen 2. Vẫn đang là Omneco đến từ vị trí của TG Snet. Một bài đấu lên chín khá sớm. Dòng chưa 3 sao đến từ vị trí của Kikit. Kikit trong tuần này có thể gặp nhà Sejuaniba hoặc Keoba thì Kikit sẽ dừng lại thôi. Sejuaniba được để sang góc, được đẩy sang góc phải, nhưng mà TG Snet đã né được rồi, đã né được, xét bế kịp. Nhưng mà không sát thương, không hề thấm. Neko của TG Snet đang chưa được ném, bây giờ mới đã ném được. Úi dồi ôi, anh em có thể thấy Neko bị Achok kéo về. Con Sejuani 3 sao với cái dìu đen, với cái quyển thư, quá khó, thực sự quá khó. Zilin búp là quá tốt, xét đấm hoài không chết bất cứ nào cả. Một pha đấm gần như là nguyên nhà, chỉ còn lại cho mình là 28 máu thôi. Thầy giáo Phước vẫn đang giữ được lượng máu là 12. Liệu rằng GUG có sắp xếp một cái quân bài để cho thầy giáo Phước có thể giữ lại được lượng máu là 12 của mình hay không? Chúng ta cùng chờ xem. GUG, một con kêu 3. Một con kêu 3 từ rất sớm, 4.5 kêu đã là kêu 3. Và đang muốn đặt con Lee Sin vào, đang muốn bỏ đi cho mình là Azir và kẹp cho mình Lee Sin. Zilin 2 phải thay thôi. TG Snet ơi, đúng là như vậy rồi. Ui rồi ôi, một pha slow hand, một pha slow hand của TG Snet, mất đi cho mình hai cốc. Lượng sát thương là khá nhiều đến từ hai cái cốc này. Lee Sin đá khá tốt, hất tung tốt đến từ vị trí của Cho'Gath. Và anh em ơi, anh em thấy chưa? Anh em ơi, một pha tính toán của GUG khi mà GUG bỏ đi cho mình con kêu 3 ở ngoài. Bỏ đi cho mình con kêu 3, nhưng mà TG Snet vẫn đang giữ cho mình là 28 máu. Thầy giáo Phúc 12. Một pha teamwork thôi. Bỏ kêu 3. Một pha bỏ kêu 3. Phải rất hồi hộp trong tuần này đây. TG Snet quyết định là bỏ và cho John vào. Bỏ Lee Sin, cảm thấy Lee Sin 1 sao không có tác dụng quá nhiều. TG Snet quyết định là bỏ Lee Sin, thay vào đó là vị trí của John, hoàn toàn có thể giảm giáp. Hai cái máy chiếu quá áp lực dành cho TG Snet khi mà bài đấu của GUG và thầy giáo Phước đều có cho mình là máy chiếu. Một cái đồ late game thực sự là quá kinh khủng đi. Máy chiếu chiếu góc phải thì Sejuani sẽ là góc trái, hợp lý thôi, hợp lý dành cho thầy giáo Phước thôi. 8 giây, nhưng mà anh em ơi, con Achok cứu đi cho mình con Neko trên đội hình của TG Snet. Hất tung hai con Cho'Gath, hất tung quá tốt. Nhưng mà một pha Achok của thầy giáo Phước cứu đi cho mình con Neko của bài TG Snet on hook là tốt. Thực ra một pha combat tưởng chừng như đã thua rất nặng, nhưng mà nó lại là hợp lý khi mà con, nhưng mà anh em có thể thấy con Sejuani, nhưng mà anh em ơi, anh em có thấy một pha cứu đến từ vị trí của Achok của thầy giáo Phước, nó làm con, nó làm cho combat nó trở lên, trở lại ngược đi. Khi mà con, khi mà con Sejuani ultimate quá đẹp vào vị trí của Neko thì đúng lúc đó thanh mana trên người con Achok của đội hình thầy giáo Phước đầy và kéo đi, cũng là chính là cứu con Neko ở trong đội hình của TG Snet, khiến cho cái combat được đẩy ngược lại và thầy giáo Phước phải dừng lại ở vị trí top 3 rồi. Thầy giáo Phước phải dừng lại với top 3. Một pha kéo rất bóp của Achok, cứu đi cho mình là con Zilin và con Neko. TG Snet liệu rằng có thể hạ gục được vị trí của kêu 3 hay không? Đang muốn bỏ Achok, liệu rằng quyết định này, không, quyết định bỏ on mình nghĩ là hợp lý, bởi đơn giản chúng ta vẫn đang cần một cái kéo của Achok, hoàn toàn là hợp lý thôi. Đồng hồ cát được đẩy cho ai đây? Đồng hồ cát có lẽ là cho Sejuani. Lee Sin đá một cái góc không hề đẹp, chỉ là đá cho thôi. Sejuani bola băng quá tốt, với cái ui không kịp để bola băng phát thứ hai. Nhưng mà anh em có thể thấy sức mạnh, sức mạnh đội hình kêu Lee Sin 2 nó là quá nhiều. Kéo về và xét ơi, xét bế kịp, xét bế kịp, xét bế phát nữa và xét vẫn đang bế. Nhưng mà có gì khổng lồ, xét có, anh em lên để ý, xét có cái bút của Zilin nhá. Xét có bút của Zilin và vẫn là một chiến thắng dành cho TG Snet. Một pha bút của Zilin quá trí trước khi Zilin bị hạ gục. TG Snet vẫn đang giữ được cho mình cái lượng máu là 28 rồi.
Jilin, anh em có thể thấy cầm một cái blue và cầm cho mình một cái đồ của oan đúc nữa, búp vào phát là búp luôn. Lee Sin chưa ra, vẫn đang chưa ra, vẫn là chưa ra, vẫn chưa ra. Đang búng đảo, đang búng hải đảo anh em ơi. Xếp ra giữa là hợp lý thôi, bởi vì có Lee Sin, máy chiếu là tốt nhưng mà không chiếu được vị trí của Jilin. Jilin búp được, hất tung tốt đến từ vị trí của Chogat. Lee Sin kịp đá nhưng mà anh em có thể thấy Lee Sin không bay theo được vị trí của Sejuani. Lượng sát thương là quá nhiều, thực sự là như vậy. Con kêu không bị CC, liệu rằng con set này có lo được không? Ui, set bế quá thông minh, set bế quá thông minh đi set ơi. Set bế thế này thì chết rồi set ơi. Set bế cho mục tiêu quá thông minh, khi mà set đi thẳng vào trong góc và bế đi cho mình vị trí của con Azir, và vẫn là chiến thắng một con dành cho vị trí của TG Snet. Một trận đấu rất căng thẳng của chúng ta, một kèo đấu tiên phong biển kẹp 5 tiền đối đầu với cả con kêu 3 bên bài của đấu của GUG. Một con set 4 biển và cầm cho mình vuốt rồng, khi mà con kêu hết đi cho mình thánh thần thì con set này rất khó để có thể bị hạ gục với cái biến tiên phong và với cái vuốt rồng. Anh em có thể, anh em nếu mà đang xem trận đấu này, chúng ta đang có một trận đấu quá căng thẳng rồi, anh em mà chưa follow kênh Nimo TV Bonzi, anh em có thể follow kênh Nimo TV Bonzi để theo dõi các giải đấu đấu trường dân ý hàng tháng diễn ra dành cho các top thách đấu của chúng ta, các top thách đấu ranh Việt. Một tháng chúng ta sẽ có hai giải, một giải dành cho cá nhân và một giải dành cho đồng đội. Anh em đang theo dõi ở đây là giải dành cho đồng đội, một giải đấu dành cho 44. Mọi thông tin về game thủ, mọi thông tin về lịch của giải đấu chúng tôi sẽ cập nhật ở trên fanpage TGTV. Anh em có thể follow fanpage TGTV để có thể cập nhật những thông tin về giải đấu tiếp theo của The Chosen Team và The Chosen One. Đây rồi, úi rồi ôi, TG Snet đảo là rất nhanh, đảo rất nhanh. Né được chiếu rồi TG Snet ơi, vứt bẫy cho Sen không? Vứt bẫy cho ai? TG Snet chưa muốn cho vứt bẫy, chưa muốn cho, vẫn là chưa muốn cho. Giây cuối, những giây cuối, bây giờ là cho rồi. Bây giờ là cho Jilin búp kịp một phát. Hai con Jilin búp là quá nhiều đi. Hai con Jilin vẫn đang búp. Lại búp tiếp không? Không kịp búp. Hơi đáng tiếc khi mà không kịp búp. Set có cho mình lớp sắt dành cho set vẫn đang bế anh. Ôi bế hụt, quá đáng tiếc. Anh em ơi, đây là một pha bế hụt của set, thực sự là quá đáng tiếc. Nếu mà pha đấy con set bế được thì có lẽ vẫn là một chiến thắng dành cho bài đấu của TG Snet rồi. Bỏ đi cho mình Jilin và vẫn cho mình là hai đại sư vào. Bỏ đi cho mình là con Jilin một sao. Đây rồi anh em ơi, rất hồi hộp. 7.2 ván đấu chúng ta đã kéo dài sang 7.2 rồi. Vuốt bẫy được đẩy cho ai đây? Có cho Lee Sin bị vuốt bẫy luôn không? Vuốt bẫy Lee Sin luôn, mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý thôi. Jilin búp được hai lần rồi, Jilin búp đã búp được hai lần rồi, bị hạ gục. Và vẫn còn đó là Neko, vẫn còn đó là Sejuani. Lee Sin đá là quá tốt, Lee Sin vẫn còn đó thì có lẽ sẽ là một chiến thắng dành cho GUG mà thôi. Game đấu chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Một trận đấu thực sự là quá xuất sắc của GUG và TG Snet rồi. Nhưng mà sức mạnh của KO3, sức mạnh của Lee Sin và Thánh Thần đã giúp cho GUG giành cho mình cái trận đấu top 1 trong cái trận đấu thứ hai này. Có lẽ sau trận đấu này, với cái khoảng cách 14 điểm, 13 điểm sau trận đấu đầu tiên của những kẻ hết thời, những kẻ hết thời ở trận này có 3 bạn giành cho mình vị trí top 6, 7, 8 thì có lẽ cái khoảng cách của chúng ta sẽ cân bằng sau trận đấu thứ hai. Và anh em đừng quên follow kênh Nimo TV Bonzi để có thể theo dõi các giải đấu của chúng ta. Một tháng chúng ta sẽ có hai giải đấu dành cho top thách đấu, một giải đồng đội là 44 anh em đang theo dõi là giải The Chosen Team, và một giải dành cho cá nhân tức là giải solo, tức là 8 bạn sẽ chọn ra những người xuất sắc nhất để giành giải chức vô địch là giải The Chosen One. Một tháng chúng ta sẽ có hai giải đấu dành cho các top thách đấu Việt Nam.
sẽ được cắt trực tiếp tại kênh Mimo TV 1G. Thì anh em nếu mà chưa follow thì anh em có thể follow kênh để có thể theo dõi các giải đấu hàng tháng. Và đừng quên tặng mình lá cây màu xanh nếu mà có lá cây màu xanh. Có lẽ chúng ta sẽ đến với cái bảng điểm ngay sau đây thôi. Và anh em ơi, một điều nữa là nếu anh em tối nay bận, giả sử như là trận đấu chung kết của chúng ta còn 2 trận đấu nữa, nếu mà anh em bận thì anh em có thể là follow và subscribe kênh YouTube TGTV. Thì mọi trận đấu của giải đấu chúng ta được cắt trên Mimo thì sẽ được update lại, được re-up lại ở trên kênh YouTube TGTV. Thì anh em có thể là subscribe kênh YouTube TGTV để có thể xem lại nếu mà tối nay anh em bận. Ví dụ bây giờ anh em bận đi đâu đấy thì anh có thể subscribe kênh YouTube TGTV, thì anh em ngày mai có thể xem lại trận thứ 3 và trận thứ 4. Và có lẽ là chúng ta sẽ đến với bảng điểm thôi. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chung kênh Tố Gaming để theo dõi các giải đấu đua trên lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.